A Di Đà Phật. Dạ, con rất là hân hạnh để chia sẻ cái bộ môn nhận thức luân đến với đại chúng. Về bộ môn nhận thức luân thì mình có thể học từ 16 tới 20 tiết ha. Chị con xin trình bày qua nói một cách tổng quát về cái môn triết. Nhận thức luân á là một mảng rất nhỏ của triết học. Thì trong triết á nó chia làm năm. Cái thứ nhất, nền tảng của triết học á là nhận thức. Cái thứ hai là bộ môn logic, tức là luận lý học. Cái thứ ba là môn, thực sự ra đây là đạo logic hoặc đạo đạo đức học này. Quý vị có học đạo đức học thôi ha. Mỹ học, rồi logic học, và cái này là siêu hình học, là metaphysics. Thường thường á, quý vị biết kìa, bây giờ cái khuynh hướng, nếu như quý vị muốn học mà cho có một cái nhìn nó tương quan á, thì mình phải có cái sự liên tưởng giữa triết học Đông, triết học Tây, cái nền tảng của các triết gia thời thời xưa, thời Socrates như thế nào, hay là thời của bên Ấn Độ là thời Upanishad, Veda như thế nào. Thì khi mà quý vị có một cái nhìn liên tưởng như vậy á, thì quý vị sẽ có một cái gọi là, mình nói một cách nôm na là evolution, tức là có một cái sự tiến hóa trong tư tưởng của mình. Còn nếu như không là quý vị học mà chỉ biết một cái thôi, quý vị không biết cái khác thì uổng ấy. Ví dụ tại vì sao? Như bây giờ quý vị biết, bây giờ các nhà khoa học người ta giải thích cái thuyết duyên khởi mà người ta không cần dựa trên, người ta không phải là một nhà Phật học, mà người ta vẫn giải thích được. Tại vì cái đó là cái hiển nhiên, một cái này tương quan tới cái khác, rồi cái khác nó tương quan tới cái khác nữa. Thì từ đó mình phải có những cái nhìn tương quan á, thì quý vị sẽ cảm thấy tất cả những cái thế giới này nó đứng trong một vị trí là giống như một màng lưới vậy. Nhưng bây giờ quý vị có thể, quý vị hiểu cái muốn, quý vị có thể quay thêm cái bộ phim này này. Bộ phim The... Họ giải thích, trong đấy họ giải thích về cái bộ phim gọi là Cross Course. Quý vị vô trong YouTube, quý vị gõ, mà quý vị mà có chút khả năng tiếng Anh, quý vị có thể coi bộ phim này. Nói như vậy để Hương Tâm nói về cái vấn đề này này. Khi mà học, quý vị phải có cái nhìn đông tây. Là trong bộ phim này người ta là giải thích thế cái vấn đề là môi trường thế giới, rồi là gọi là kinh tế này, môi trường này, khoa học kỹ thuật, mà họ giải thích một cái cách mà mình tưởng tượng giống như thử là lời Phật dạy vậy đó. Tại vì họ nói bây giờ mà nếu như anh nghiên cứu một mảng này mà không nghiên cứu mảng kia, cái mảng này mà nó bị đi xuống á, ví dụ như kinh tế đi xuống thì nó liên quan đến môi trường như thế nào, nó liên quan đến những cái trận động đất như thế nào, nó liên quan đến là biology, tức là liên quan đến sinh vật học như thế nào, liên quan tới y tế như thế nào, nói chung là liên quan tất cả sức khỏe toàn cầu của con người. Thì quý vị nếu như quý vị mà có khả năng tiếng Anh một xí, mức tất nhiên quý vị có thể tìm cái cách để mà có cái mà Vietnamese subtitle, tức là cái phụ đề tiếng Việt. Thì quý vị nên quay bộ phim này, đây là bộ phim rất là hay, mà mình quay lui qua tới mấy lần mình thấy giống như là Phật đang dạy mình trong thời hiện đại vậy đó. Thì nói như vậy để quý vị biết, bây giờ nếu như quý vị muốn nghiên cứu hay là muốn có một sự hiểu biết, thì quý vị cũng nên có một cái nhìn đa học thuật, gọi là cái nhìn đa học thuật. Tại vì có cái này là bây giờ mình sẽ nhìn chỉ biết một cái, mình biết những sự tương quan về cái khác, là cái biết của mình nó trở thành rất nhỏ bé, có nhiều khi nó trở thành thiên kiến. Cho nên chính vì vậy mà quý vị nên có một cái nhìn. Cho nên trong lúc Huyền Tâm trình bày cho đại chúng thì quý vị biết là Huyền Tâm sẽ nói bên này một tí, Huyền Tâm liên tưởng bên kia một tí, thì nói như vậy để quý vị có một cái nền tảng từ Đông tới Tây như thế nào, rồi lần lần là mình sẽ đi vào một bài kinh, một hai bài kinh, như vậy là quá đủ. Còn thi cử cũng có cần thiết,
thi cử khỏe lắm, thi cử quý vị về cho đề về, quý vị về nghiên cứu vô, quý vị viết bài thoải mái. Có việc luận văn đi nữa là cũng đừng có việc nhiều, việc ít thôi. Việc nhiều là trá tận huyền tâm dữ lắm, quý vị biết. Chứ đừng trá tận huyền tâm mà tội. Quý vị nhiều người họ viết bài mà dài vô cùng, chẳng nhìn thấy, bên thấy ok ghê lắm. Nhưng mà đọc thì ok chút nào cả. Đọc là đau khổ. Cho nên là quý vị viết khoảng 6, 7 trang, 8 trang, 6 trang cũng được, mà viết cho hay hay chút. Quý tổ khấn hết là quý vị phân tích về chiều sâu á. Khi mỗi mà làm đề tài á, quý vị viết một khái niệm thôi. Đừng có việc rồng rác quá, rồng rác. Con làm đề tài như vậy là úi cho là định nghĩa. Tại vì quý vị mà việc rồng rác, quý vị phải định nghĩa. Cho nên đừng có việc rồng. Thì làm bài thi cũng vậy. Làm bài thi trong phòng quý vị làm mấy tiếng, 3 tiếng hả? 90 phút hả? 90 phút thì việc khoảng 2 trang đúng không? Việc nhiều. 2 trang nhưng mà suy nghĩ. Việc làm cho hay. Nếu ra một vấn đề thôi là phân tích cho sâu. Chúng cần nếu ra nhiều quá. Nếu ra nhiều quả là đọc là cuối cùng mình biết việc, không biết nói cái chí nữa. Cho nên thành ra việc cái ít đó, là huyền tâm rất là hạnh phúc. Mà việc cho hay hay gì, không cần việc nhiều. Thì bây giờ trở lại vấn đề, quý vị biết trong cái triết học nó có như vậy này. Triết học đi về nhận thức, huyền tâm sẽ nói quý vị. Trong cái vấn đề bây giờ, nói vấn đề khoa học kỹ thuật đó, là họ họ có một sự tiến hóa để mà họ họ đưa cái đời sống con người thăng hoa, trở nên tiện nghi hơn. Nhưng mà nếu như quý vị không có một sự tiến hóa trong tư tưởng, quý vị mà không có một sự tiến hóa trong tư tưởng thì quý vị sẽ dậm chân tại chỗ. Cho nên trong cái tư duy con người mình cũng phải có, cũng có cái sự tiến hóa, cái sự tiến bộ. Đấy là cái mà Đức Phật dạy mình phải phải đi từ vô minh mà tới sáng suốt, mà vậy đi từ mà gọi là luân hồi tới niết bàn. Chứ còn mình cứ luân hồi mãi, sân thì cứ sân hoài, mà si cứ si hoài, lắm bao giờ mình tiến bộ được hết á. Cho nên phải mở tâm ra, mở tâm mở lòng ra để mình đón nhận những cái mới á. Thì chứ nói trong cái tâm thức của mình có sự tiến hóa thì từ khi khác tự nhiên mình có niềm vui à. Đó là khoan loại đến cái giác ngộ trong đời sống hàng ngày thôi. Cho nên cái vấn đề mà trong triết á là đi từ, nếu như đi từ Socrates hay là đi từ Vệ Đà, từ thời Vệ Đà, bên triết học phương Tây thì mình nói đi từ Socrates cho tới cho đến bây giờ, rồi từ bên Ấn Độ là từ Vệ Đà mà cho đến thời đại là Đức Phật đi, là có một sự tiến hóa thật sự. Ví dụ như quý vị có tưởng tượng sự tiến hóa là như vậy này. Ngày xưa mà khi mình nghe đài, nghe băng là mình có hai cái đi gọi là cái gì, cái băng cassette hả, băng cassette, rồi cho đến cái gì, đến cái floppy, đúng không, cái floppy vậy này, rồi xong đến cái gì, cái CD-ROM ấy, đúng không, cho tới chi, tới pen drive nhỏ nhỏ vậy, rồi bây giờ cái chi nữa chưa biết, chậm. Điều này có nghĩa là phải có cái sự tiến hóa. Thì trong tâm thức của mình cũng vậy, hẳn phải người ta không đồng ý cái này cái gì. Ví dụ như bây giờ cái floppy này nó không đồng ý cái này cái gì, nó bất tiện quá, dây giờ tùm lum, chạy qua chạy về cõi khi đứt dây nửa chừng nó nghe được. Thì bây giờ người ta chế ra cái này, người ta không đồng ý cái gì, thì người ta thấy cái này có nhiều khi nó dung lượng nó ít quá, nó bắt đầu chế cái này, thì người ta thấy cái này nó rươm ra quá, thôi chế cái này nhỏ xỉ thì cầm lấy tay bỏ con túi, ai biết cả. Thì nói như vậy quý vị biết trong cái triết học nó cũng có sự tiến hóa tư tưởng như vậy. Nó phải dựa trên cái nền tảng. Ví dụ như ông B này, ông không đồng ý với ông A này cái điểm nào, cái vấn đề là ở đâu không điểm ý, thì ông B này phải nêu ra một cái lập, phải chỉ ra cho được cái vấn đề ông B này nằm chỗ nào, rồi ông A nằm chỗ nào, rồi ông B này phải nêu ra một cái lập trường mới, cái quan điểm mới, rồi từ cái nào thì có cái sự tiến hóa như vậy. Thì trong triết học nó cũng như thế, nó không có khác gì cả. Quý vị thấy khi mà học rồi mới thấy được á, cái giáo lý của Phật á là phương Tây bây giờ chạy theo không kịp. Họ mới ngồi xí xí, họ ngồi họ ngược nhìn Phật rồi thôi. Cho nên mình càng học mà nói là Phật là một bậc trí tuệ tuyệt vời. Trí tuệ gì? Những biết trí tuệ là loại trừ tham sân si, loại trừ tham sân si mà Đức Phật dựa đến cái gì đó Phật nói. Nhưng mà mình phải so sánh, mình mới biết được giáo lý Đức Phật là tuyệt vời như thế nào.
cho mình cứ vỗ ngực mình nói Đức Phật tuyệt vời, mình biết tuyệt vời sao cả, mình phải có sự so sánh mình mới biết là Ngài là highest. Cho nên để Huyền Tâm chỉ cho quý vị sẽ thấy được rằng á, trong cái triết học phương Tây á, cái ông Socrates á, ông Socrates là ông sinh ra một thời về Đức Phật, nói chung hơi sau Đức Phật khoảng 100 năm thôi, vào thế kỷ khoảng thứ 3, thứ 4 trước Công Nguyên. Nhưng mà cái thái độ mà các nhà triết học phương Tây mà họ đặt nền tảng cho nhận thức á, nó khác về triết học Ấn Độ. Sở dĩ Huyền Tâm nói đưa ra cái vấn đề triết học phương Tây để học Ấn Độ là cái rõ ràng nhất. Nói tại sao không nói các triết học Trung Quốc? No, Phật sinh ở Ấn Độ, Phật đâu sinh ở Trung Quốc đâu. Cho nên quý vị phải hiểu ở đâu cái gốc, mình tìm về cái gốc. Mà thật sự mà nói Trung Quốc là tỉnh ra mà nói Trung Quốc làm sao bằng cái triết học Ấn Độ. Trung Quốc chỉ có Lão Giáo với Khổng Giáo. Nói sao đi Đức Giáo lý Đức Phật đưa qua Trung Quốc, còn nói về triết học là Ấn Độ, quý vị nghiên cứu cả đời cũng không hết. Đó là chưa nói đến cái hệ thống mà tiếng Phạn và tiếng Pali. Quý vị đi vào trong đó, quý vị mới thấy được cái hay của tiếng Phạn vì tiếng Pali. Quý vị mới, khi mà quý vị ngồi phân tích, quý vị mới thấm được một chút lời Phật dạy là tại vì sao. Chứ Huyền Tâm nói giả sử cho quý vị biết, chứ Huyền Tâm nói sợ chị vì đang mà Huyền Tâm hay nói quý đi dài, Huyền Tâm hay nói là quý vị nên bỏ thời giờ một chút để mà nghiên cứu lại, từ học cũng được tiếng Phạn về tiếng Pali, hắn khó lắm đâu. Có cái cuốn từ điển Tổng Phước Khái á, quý vị bỏ trên cái mang desktop á, cái này là cho miễn phí mà. Tổng Phước Khái có hai cả Pali về cái Sanskrit luôn. Cả Pali về Sanskrit, quý vị có thể bỏ trên cái desktop á, xong rồi quý vị gõ vào. Trong này họ cho mình vừa tiếng Hán, vừa tiếng Anh, vừa tiếng Việt. Thì một tiếng Pali quý vị có thể là tra. Chứ bây giờ Huyền Tâm nói cái vấn đề là về tiếng Hán, về tiếng. Vì sao mà mình phải học cái bản gốc của Phật? Chứ bây giờ về này, trước hết á, là cái từ Angulimala. Anguli là ngón tay, mala là cái trang, trang hoa, cái trang. Nhưng mà qua bên tiếng Tàu thì dịch hoặc là ương quốc Đà La. Về tên gì nữa? Tên gì nữa? Vô não nhiệt trận. Có thêm một từ nhiệt trận sao nữa? Cái từ này có tương đương với từ này không? Tương đương không? Càng học thì càng tức. Còn là thiệt như vậy đó. Càng học là càng tức kia lắm. Ngày xưa Huyền Tâm đi tu là cũng ở trong chùa, sư phụ dạy tiếng Hán cũng 10 năm. Sau này mình bỏ luôn. Và tại vì khi mình về lại tiếng Phạn, bỏ nhưng mà ok, nói chung khi cần thì mình có thể, mình cũng phải đổi chiếu với cái bảng tiếng Hán. Nhưng mà nếu như quý vị biết cũng được, mà không biết cũng sao. Nếu như quý vị có vốn liếng tiếng Anh, thì quý vị phải bơi lội trong cái biện pháp quý vị học, quý vị thấy hạnh phúc vô cùng. Chứ đừng có nói học và biết chữ nghĩa. Tại vì trong cái học mình cảm thấy có cái pháp vị rồi, tự nhiên quý vị cảm thấy những cái thế giới danh lợi, thế giới tiền bạc con xí. Tại vì cái đầu mình phải có một cái đối tượng. Cái đối tượng này á, mà có thì đối tượng kia phải xuống. Hai cái có một cái. Cho nên đừng có nói chuyện cái con đường học pháp, học chỉ cho nhiều tu không ăn, học sao anh biết được mà tu. Cái vấn đề hắn khó, hắn có chứ khó hết á. Đã nói rồi, khi con người mình nó phải có một cái đối tượng, sở dĩ mà gọi là cái tâm. Cái tâm chỉ xuất hiện khi mà hắn có đối tượng. Còn nếu như hắn có đối tượng, mình tìm mãi ra. Cho nên nói tâm vương chứ. Ừ, biết. Nói tâm sở ở biết là vì sao có tham sân si biệt liền. Cho nên thành ra mà nói cái tâm mình là có một cái đối tượng. Trong tiếng, trong Ấn Độ là nó có cái từ về này. Knowledge and money. Money là chi? Tiền biệt liền. Hắn không bao giờ đi về nhau cả. Knowledge and money never go together. Nếu như mà anh có cái này thì cái này sẽ giảm xuống. Nếu như cái này tăng thì cái này sẽ giảm xuống. Đây là Ấn Độ người ta nói vậy đó. Nhưng mình chiêm nghiệm mình thấy đúng. Có nhiều khi mình có tiền mình thấy hạnh phúc là tại vì sao? Thật mình có cái này mình thể vô.
trong thân có đâu mình hẳn có cái đối tượng nó chạy quanh. Cho nên phải học pháp á, khi mà bắt đầu mình hiểu hiểu một chút chút là mình đi dần dần lên, là mình tự mò thôi. Học pháp lớn ai dạy cho mình, những cái bài mà trên giáo sư dạy hay là giảng viên dạy được cho mình một chút, gọi là một cái hính, một cái đầu mối để mình đi. Nhưng mà từ mình phải nỗ lực, phải tranh thủ ở trong nhà chùa, là quý vị phải, nhất là quý sư cô phải tranh thủ mà học. Chứ còn quý vị không học là uổng lắm, thời gian trôi qua rất là nhanh, mà đừng than không có thì giờ mà học. Tại vì trong chùa là nếu như mình càng bận rộn có những khi càng tốt, chứ rảnh quá là cái đầu lên mạng chặt chiếc, là coi như là post lên mạng hình đủ thứ thì kêu có thì giờ, mà nói ngồi học một cái là kêu không có thì giờ, đúng không? Ngày xưa Huyền Tâm mà học hai thời công phu về học mà bốn quyển luật là chỉ có ngồi xe hướng thôi. Ngồi xe hướng mà tới phiến xe hướng là hạnh phúc lắm. Hoặc là mình bỏ cái mình dậy trong túi ra vườn làm đồ thôi, chứ không có thì giờ ngồi học đâu. Nhưng mà vẫn học được là tại vì cái tấm mình cố gắng. Cho nên quý vị là phải học, học một ngày chút. Thế bây giờ Huyền Tâm nói về cái vấn đề cái chữ Hán văn. Tiếng Hán nó làm cho mình nhiều khi nói thật với quý vị, hẳn không cho mình được một cái nghĩa mà như là cái gốc từ Pali hoặc tiếng Phạn nói cho mình, không cho mình. Ví dụ như bây giờ Huyền Tâm nói quý vị cái chữ sử, nhãn sử là chi không biết, có không? Mình có 18 sử không? Khi mình học á, nhãn căn, nhãn trần, nhãn sử, sử là chi cũng biết. Chữ sử này nguyên cái từ hả, mình có thể gọi là từ gochara, mà gochara này, chữ gô này á là con bò, chara này á là đi. Sử tức là cái chỗ mà con bò hay đi tới để ăn, tức là cái bãi cỏ, cái mé đầu của con bò hay đi tới để lui ăn á. Điều này có nghĩa nếu như mà áp dụng trong sáu căn sáu trần, trong một phạm vi, ta gọi tiếng Anh ta gọi là domain hoặc là field, cái lãnh vực. Ví dụ như con mắt mình khoảng 10 mét mình có thể thấy được, mà xa hơn 10 mét mình thấy được. Ví dụ như thịnh một tiếng chuông lên thì trong vòng khoảng là 20 mét người ta có thể nghe được, mà trong vùng quá 20 mét là người ta không nghe được. Cho nên chữ sử này, nhãn sử tức là cái phạm vi mà cái nhãn, cái căn của mình có thể là nhận thức được cái đối tượng. Thật sự cái sử mình cũng không biết cái chữ chi, khổ rồi chứ vậy đó. Học tiếng Hán mà u mê vô cùng, làm cho mình thiệt không biết ai u mê. Nhưng Tâm thấy mình u mê được á, thầm 10 năm 15 năm mình không biết, không hiểu được pháp. Tâm là chi không biết, tự là chi không biết, nói khăng khăng rồi thôi, định nghĩa việc bài khăng khăng cho cổ điểm cho con, định nghĩa chiếu mà biết. Cho nên càng học mình càng thấy nhiều khi mình trở về tiếng Hán mình tức ghê lắm, tại vì nó tiếng Hán nó rối lắm. Ví dụ như từ Sariputta chẳng hạn, là xá lợi phất đây có nghĩa là Sariputta. Sari là tên của người phụ nữ mẹ của xá lợi phất, Putta là đứa con. Thì xá lợi phất này có nghĩa gì không? Không có nghĩa gì cả. Tại sao? Bây giờ Huyền Tâm phải là vô trong mạng gõ tìm tại sao cái tiếng Hán là nó, tiếng Hán là nó cấu trúc như thế nào, tiếng Phạn nó cấu trúc như thế nào. Cho nên quý vị phải biết hai cái hệ thống ngôn ngữ nó giống nhau. Cho nên chính cái này làm cho mình bực bội, rất là bực bội. Đến nỗi mà quý vị biết năm ngoái mà hỏi một lớp, dạy một lớp hỏi Vasubandhu là ai? Dạ Long Thọ, úi chả nói một cách ngon lành. Vasubandhu không biết ai hết. Vasubandhu là ai? Giỏi. Có người nói với Long Thọ. Thì tại vì sao mình cứ bám cái tiếng Hán, mình học, mình đâu có học tiếng gốc. Trong cái đó là cái từ Long Thọ, cái từ Vasubandhu mình đọc được, không phải mình đọc được đâu. Cho nên thành ra nó rối vô cùng. Ngài Long Thọ cũng biết, con nói Ngài Nagarjuna, giờ Nagarjuna thể thân, nói tên ngài này qua ngài kia rồi vậy đó. Mà học và coi như là gọi là đi học 10 năm rồi mà cái tên quý ngài không biết, tại vì cứ bám cái chữ Hán hoài. Phật đâu sinh ở Trung Quốc đâu. Bực mình, nói chắc nó thiệt, nói chắc mình bực ghê lắm á.
Tại vì chừng đó không mà gọi là tu không biết mấy chục năm mà cuối cùng mình nói cũng trật tên của các vị đại luân sư mà ngày nào mình cũng viết bài ngày nào mấy. Tại vì cứ bảo một chữ nhỏ hoài. Mà nói một chắc chắn 100% là Đức Phật không có sinh. Đã nói là Đức Phật không sinh ở Trung Quốc. Mà nếu như bây giờ quý vị mà học tiếng Phạn Huyền Tâm Bảo Đảm, quý vị trong vòng 3 năm quý vị có thể dịch được cái bản là bạc bạc thức quy củ hoặc là cái bản mà gọi là chỉ đạo nhị tam thập tụng. Không có khó. Hoặc là cái bản kinh Bạc Nhã chẳng hạn. Học cho kỹ sĩ là khoảng 3 năm quý vị dịch được. Việt Nam tiếng Việt mình có thừa sức để mà dịch các bản từ tiếng Phạn hay tiếng Pali ra tiếng Việt thuần túy. Chứ đừng có lỗi mấy tiếng Hán, vô lỗi tiếng Hán ra chịu khó định nghĩa ra tiếng Việt cũng người ta hiểu được. Chứ đọc vô mấy tiếng Hán cũng rắc rối vô cùng. Chứ bây giờ người ta nói một sĩ cho quý vị nói cái vấn đề để mình thái độ mình học, để cho mình có một cái nhìn đúng. Vậy là quý vị ráng học tiếng Anh. Quý vị mà có vốn liếng tiếng Anh nó rất là đỡ khổ ghê lắm. Bây giờ ông Tâm nói này. Quý vị biết á, ở trong tiếng Phạn á, thì ở bên Ấn nha, thì bây giờ bên Ấn Độ người ta nói rằng á, quý vị biết cái chữ ốm này không? Ốm á, án á, mình hay có mình đọc là án á. Thì hệ thống ngôn ngữ tiếng Phạn á là nó bắt nguồn từ là a u em. Họ nói rằng a u em là nguồn gốc âm thanh của vũ trụ, mà ngôn ngữ là để mà nói, cho nên họ dựa trên cái này. Đây là cái âm thanh căn bản, hay là gọi là mình nói một cách nôm na là âm thanh căn bản của vũ trụ theo cái tư tưởng triết học Ấn Độ, là chữ om này được viết từ a u em. Quý vị mà qua bên Ấn Độ, quý vị thấy buổi sáng có mấy ông mà hay đi ra nơi công viên á, là họ hay ngồi, họ hay đọc cái chữ om này. Họ đọc rất là chậm, không phải giống mình là om vậy đâu. Họ đọc om cổ o là cái ấm tròn ở trong miệng á, còn em mơ là âm môi. Thì tất cả những cái này họ nói là âm thanh, âm vùng trụ. Thì tương tự như vậy, Sanskrit là nói dựa trên thanh. Họ lấy âm thanh giống như luật sanh đi vậy á, sanh đi họ bị biến đổi theo cái âm cổ hay là âm môi, ví dụ như vậy, thì biến thể từ cái này qua cái này là cũng dựa trên âm thanh. Nhưng mà tiếng Trung Quốc á là nó dựa trên gì tượng hình, không giống nhau. Vì cái âm thanh nó dựa trên thanh, cho nên cái Sanskrit về tiếng Phạn là hẳn là một ngôn ngữ là đá âm. Còn bên Trung Quốc á, nó là đơn âm. Một ngôn ngữ lúc nào đó đi đối với văn hóa của họ hết á. Cho nên cái văn hóa Ấn Độ về văn hóa Trung Quốc không giống nhau, khác. Nhưng mà có thể ảnh hưởng do cái sự giao thoa nhiều năm trước, nhiều hàng trăm năm, cho nên thành ra có những sự giao thoa. Chứ còn cái văn hóa nó không giống nhau, cái ngôn ngữ không giống. Nếu như bây giờ nói cái ngôn ngữ tiếng Phạn này nó giống á, là nó giống gì ngôn ngữ của gì? Iran. Là một tiếng là tiếng Persian á. Chứ con mình giống. Các nước Trung Đông á. Chứ con mình cũng có giống. Tiếng Trung Quốc cũng có giống tiếng Phạn. Cái hệ thống âm nó khác. Thì bây giờ Huyền Tâm nói cái chuyện, đây là cái thái độ quý vị học. Cho nên khi mà quý vị học, quý vị sẽ chịu khó một tí trở lại cái gốc. Ví dụ như bây giờ thêm một cái nữa, Huyền Tâm phải nói sơ sơ để cho quý vị có một cái nhìn về cái thái độ học cho nó chính xác, vậy là đỡ khổ cho mình về sau. Cứ lấy cái tiếng bảng, tiếng Bali về tiếng ấy ra là quý vị tra là được. Ví dụ bây giờ mà nói tiếng Sanskrit á, thì nó có một cái từ gốc. Bây giờ người ta nói chữ hành, đúng không? Hành. Đấy, nó cũng cho mình một cái ý chỉ cả. Hành là tạo tác, hành vi. Đủ nghĩa.
Có một vị giảng sư nổi tiếng lắm hỏi Hương Tâm nói chứ, cô ơi, tôi không hiểu cái chữ hành trong kinh, tôi đọc kinh tôi tìm mãi chữ hành, tôi không hiểu cái chữ hành, chữ hành vô thường thì sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dị tịch diệt vô diệt là gì? Cũng hiểu chữ hành là chữ chi? Rồi là sắc thọ tưởng hành thức là chi? Mà tại sao chữ hành thế này? Nói chung không hiểu là không phải là vì giảng sư đó không biết, họ cũng rất giỏi, nhưng mà tại vì bên này nó không có, cái này nó không có, cái mà Pali về tiếng Phạn không có. Cho nên phải biết cái gốc của chữ hành là cái gì? Mò, vô màng mò thôi. Mình phải tự học thôi, mình sáng ra mấy cái này. Chứ bây giờ chữ hành nó nói chữ tào tạo đi, không đủ nghĩa, nó không kiến trợ nghĩa được. Chứ bây giờ nói quý vị nhìn cái gốc của cái từ tiếng Sanskrit này, chữ samni có nghĩa là together, đặt lại với nhau, tức là mình ngồi với nhau. Còn chữ kara này là cắn của từ krut, có nghĩa là tu đủ làm, cùng nhau làm, cùng nhau hợp thành. Thì cả này có nghĩa là gì? Một dạng của chữ gì? Nhân duyên. Do duyên mà tạo thành, do các điều kiện mà tạo thành. Cho nên khi mà quý vị phân tích chữ này thì chữ này á, chữ này không bao giờ chuyên chữa nghĩa mà phân tích được giống như chữ này. Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên quý vị học và quý vị phải tra về cái từ gốc này á. Từ gốc này thì quý vị nó rõ hết, ra rõ lắm. Mà cái tiếng hàng nó không cho mình được. Mà thú vị lắm, tại vì trong một cái từ như vậy nó có biến thể. Quý vị biết vì sao gọi là động từ? Tại vì á, nó di chuyển, nó biến thể. Nó, một động từ cực này nó có thể biến thể ra thành danh từ, tính từ, thành gerund, thành participle, thành past perfect, nói chung rất là nhiều. Tất cả những cái này nó thành biến thể. Thì mỗi biến thể như vậy nó có một cái đuôi, nhìn vào cái đuôi đó, nhìn nó trong cái đuôi là mình biết được nó là biến thể gì. Cho nên quý vị học cái này nó rất là thích thú. Mình nói khó quá, cô ơi con sợ học không nổi. Chứ chi mà giảng chữ khó nên đâu vẽ mô mà đi tới được. Giống thử mà có một cái không có cái bức tường, mình tưởng tượng như có bức tường mình không nhảy qua được, cho nên mình không tiến bộ được. Không có chữ khó hết á. Có thể là mình hơi bỡ ngỡ một hai phút đầu, nhưng mà khi quý vị bắt đầu làm quen rồi, quý vị thấy thích thú vô cùng. Cứ vô trong cái từ điển này, quý vị ngồi chơi chọt ra chơi, quý vị tìm là quý vị học được rất nhiều thứ. Thì có như vậy quý vị mới là khái triển, ngoài là trong cái đầu mình có được một sự tiến hóa. Không có sự tiến hóa mới cứ ôm mãi những cái chí xưa cả ngàn năm, chứ mình học hoài học mãi chừng đó thôi à, hẳn có cái chí nữa hết á, uổng ý. À, vì thời đại bây giờ tiến bộ thì trong đầu mình ít nhất mình phải tiến bộ chứ. Quý vị biết ngày xưa mà ngài Huyền Trang mà ngài đi qua Ấn Độ mà ngài học là mất 14 năm. Mình bây giờ quý vị chỉ cần veo một cái là trong vòng 5 tiếng đồng hồ quý vị tới Ấn Độ. Quá sướng ấy, con hỏi chứ nữa. Để sống rồi thì quý vị biết quý vị chỉ cần 6 tháng là quý vị có thể làm quen, tập tròm, bập bòm, quý vị có thể là dịch được. Ngày xưa ngài Huyền Trang ngài qua bên Ấn Độ là ngài phải mất một thời gian rất sâu, ngài mới rất lâu ngài mới làm quen được tiếng Phạn. Mình bây giờ là mình quá sướng, học Phật pháp bây giờ mà quý vị ham thích học, quý vị máu giỏi lắm. Mà quý vị sẽ có một cái sự tiến hóa trong tư tưởng, trong sự tu tập của mình, quý vị thấy hạnh phúc lắm. Chừng nào là quá sức đủ cho mình đi suốt cuộc đời, mà tuổi trẻ quý vị ráng quý vị học 10 năm, 15 năm là quý vị tuyệt vời. Đâu cần phải ngồi học cả ngày đâu. Một ngày quý vị học vài tiếng thôi là quý vị sẽ thấy lần lần là quý vị sẽ giỏi lên lần lần. Đừng còn nôn, học đừng còn nôn. Mà chưa học là nói học nổi. Vì tường, bây giờ con học đâu liên cố nữa. Chưa đau nên mà đã nói đau rồi. Cứ một lần nói ráng học đi. Cô ơi con học là con đau đầu. Con đau chi mô. Nói rồi thành ra đau thiệt. Bây giờ quý vị, cái bài mà bài số 1 á, bài nhận thức luận. Trong đây có một bài, mà bài cuối cùng cả để rồi Hương Tâm giải thích cho quý vị cái bài, cái này Hương Tâm chỉ việc mấy chữ thôi. Tại vì có mấy vị cứ đòi hỏi là tại sao mà cô không có giáo trình rồi phạt giáo trình cho lớp. Nói giáo trình là giáo trình một năm học vậy, hai năm học vậy, rồi cuối cùng thi là rính nguyên là giáo trình với chẹp.
Mà cuối cùng là cứ như nghĩ cho đã rồi, cuối cùng đem giáo trình ra đọc. Rồi lườm bên đi miệng, lườm bên kia miệng rạp vô. Học rớm rất là giỏi được hết á. Không có giáo trình. Mà quý vị theo dõi cái bài, những cái mà Hiếu Tâm chia sẻ, quý vị có thể giữ sức, quý vị làm một bài rất là hay, bảo đảm 100%. Nhưng mà phải chịu khó. Chứ con mà cứ giáo trình rồi phát ra, rồi bắt đầu là cứ ai mua là ai viết bài giống nhau hết, năm này giáo trình, năm sau giáo trình, thì ta hẳn tiến bộ được. Bây giờ quý vị Huyền Tâm viết mấy chữ là tại vì do ngày hồi đó đi dạy mà quý thầy mà quý cô mà nói cô ơi giáo trình cho con, có giáo trình bực quá viết mấy chữ. Viết nhiều quá là quý vị sẽ copy vô. Cho nên viết mấy chữ thôi, nói ít thôi mà quý vị phải hiểu, quý vị phân tích cách nào được cả, tùy theo quý vị hiểu. Cả nên là để đọc cho vui, vui được mà học được không sao cả. Nhiều khi tôi có cảm nhận càng viết tôi càng sai, bởi những điều tôi viết chẳng dính dấp gì đến thực tài sống động ngoài kia. Chữ nghĩa không thể nào diễn bày dòng chảy vô tận của cuộc đời, bởi ngôn từ không bao giờ hàm tàng thực tại. Đừng mô tả, đừng nói, vì càng nói là càng lệch lạc. Vì thế một khi đã phô diễn thì ngôn từ chỉ là cái bóng mờ của thực tại. Nướng cái bóng này để trực nhận cái im lặng uyên nguyên của thực tại, để hiểu tại sao cái biết của bạn thường là không chính xác. Bạn nên ngao du vào thế giới của nhận thức luận để biết cái sai đó. Sự giới hạn của cái biết mà bao năm bạn đã ngoan cổ bảo vệ như một chân lý bất di bất dịch. Nói cách khác, nhận thức luận chỉ cho bạn rằng sự hiểu biết đúng nhất của bạn về thực tại là sự không chắc chắn của cái thể biết của bạn về thực tại. Như vậy rõ chưa? Học nhận thức luận để làm gì? Để biết rằng cái biết của mình là sai. Rồi sai như thế nào? Rồi cuối cùng học tới cuối cùng Huyền Tâm chỉ cho quý vị biết một bài kinh Đức Phật nói rất rõ. Cái chi mà quý vị cái biết quá giác quan là nó phiếu lắm. Nó phiếu vô cùng. Như một môn học, nhận thức luận là một trong những nền tảng căn bản của triết học phương Tây và Ấn Độ. Nó trả lời cho câu hỏi bạn biết bằng cách nào, ít hay nhiều, làm thế nào để chứng minh cái thể biết của bạn là đúng khác với sai, hay bằng cách nào bạn có cái biết đúng, trực giác, bằng suy luận, bằng trực giác hay bằng niềm tin. Nền tảng nào bạn cho sự hiểu biết của bạn là đúng, đặc tính của khái niệm là gì, có người có thể biết được thực tại hay không? Nói cách khác, thực tài luận là môn học nghiên cứu bằng cách nào bạn có được sự hiểu biết, lĩnh vực và giới hạn của sự hiểu biết, cũng như làm thế nào để chứng minh cái biết của bạn là đúng. Thì nhận thức luận nói một cách nôm na là nhận thức luận là môn học gọi là phương tiện nhận thức cho bạn biết thế nào là bạn có phương tiện nhận thức, giới hạn nhận thức và giá trị nhận thức. Cả này rồi mình sẽ đi sâu vào sau. Nói cách khác, nhận thức luận là môn học cho bạn biết làm thế nào hay bằng cách nào bạn có thể nhận biết hay bạn có cái biết về thực tại, và giới hạn của cái biết cũng như là giá trị nhận thức đúng hay sai. Có thể những câu hỏi trên có phần trừu tượng không cần thiết, bởi dù bạn có học môn nhận thức luận hay không, mỗi ngày bạn vẫn thấy cái xoài ngoài cửa sổ, chim chóc vẫn reo ca mỗi buổi sáng. Tuy nhiên, có khi nào bạn đang uống trà, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mấy chú chim sẻ đang chuyền cành, bạn tự vấn một cách vu vơ. Con chim trên cành có phải là con chim mà ta thấy như chính nó hay không? Nếu bạn trả lời khẳng định thì câu hỏi này không cần được đặt ra. Nếu bạn đã nghi vấn thì cái thấy của bạn có thể không chính xác, đúng không?
Nếu như mình đặt chắc chắn là mình biết con chim này giống như con chim ngày qua thì cái câu hỏi nào đâu cần thiết đâu. Nhưng mà khi đặt ra câu hỏi rồi, tức là bạn có cái gì đó nghi ngờ về cái thể biết của mình. Đừng máy móc sau một phút tư lự. Nếu câu trả lời của bạn là phủ định thì bạn sẽ có lý do để bênh vực cái thể biệt của mình. Đơn giản là nếu bạn thấy con chim là đúng như chính nó thì hình dạng con chim trong cái thể biệt của bạn sẽ không thay đổi. Nó sẽ luôn luôn như vậy. Nhưng trong thực tế cái thể của bạn không là như vậy. Vì nếu con chim đậu trên cành, bạn sẽ thấy nó khác. Và nếu nó đứng trên gù đất thì hình dạng của nó sẽ thay đổi. Vậy đâu là con chim đích thực mà bạn đang nhìn? Đến đây cánh cửa của nhận thức luận mở ra cho bạn rồi đó. Bởi cái thể biệt đúng của bạn luôn nằm trong vùng hoạt động của sự không chính xác. Vì chính cái không chính xác này mà mọi giả thuyết đều ở trong phạm trù tương đối. Sự mặc định ngôn ngữ chỉ mô tả thực tại hơn là cái thể biệt đúng đích thực về thực tại mà bạn đang cố diễn bày. Nhận thức luận là quan trọng vì nó giúp chúng ta mở rộng tầm trí thức một khi bạn không bị hạn cuộc vào cái biệt bé nhỏ của mình, cho nó là sự thật duy nhất và hay chỉ loanh quanh với những tứ kiến đã cụ mềm không thể nào xài được nữa. Cái kho tàng trí thức vô tận này có lẽ không có gram nào nếu như bạn cứ muốn đặt lên cán cân xem thử nặng nhẹ để biết có lời hay không có lời. Nhưng nó sẽ là vô giá vì một khi cái thể biết đúng của bạn là một quá trình từ đào thải cái cũ kỹ lỗi thời để khám phá những điều mới lạ đối với thế giới xung quanh và chính bạn. Thì chính lúc đó thái độ của bạn về cuộc đời sẽ thay đổi. Bạn sẽ thấy đời đáng yêu và có ý nghĩa hơn. Bạn có thể đưa ra câu hỏi tại sao có quá nhiều học thuyết khác nhau về nhận thức luận. Bởi vì các triết gia muốn bảo vệ quan điểm của mình về nguồn gốc, đặc tính và giới hạn của sự hiểu biết. Tùy theo bạn đưa ra nghi vấn như thế nào thì nó sẽ đem đến cho bạn câu trả lời mà bạn đang đi tìm, mà có lý trí luận, thực nghiệm luận hay thực tài luận, đủ các thứ luận luận. Cái này á, thật sự ra quý vị đi vào trong triết học phương Tây thì quý vị sẽ thấy cái triết học phương Tây mà cái tiến trình tiến hóa về tư tưởng của họ nó cũng ghê gớm lắm. Họ cũng là những người họ muốn tìm hiểu cái thực tài, cũng giống như triết học Ấn Độ hay là triết học Phật giáo. Nhưng mà vì sao cái sự khởi đầu của họ, cái thái độ của họ nó khác mình. Quý vị biết cái thế giới phương Tây khi mà họ đặt ra câu hỏi là họ có cái tính cách là giống có hơi có phần ngạo nghễ trong á. Ta sẽ chinh phục thế giới. Đó, người phương Tây là vậy đó. Chinh phục thế giới, biết được thế giới. Nhưng mà cuối cùng họ càng khám phá ra họ càng cảm thấy helpless, không tới bố cả. Nhưng mà đặc biệt người phương Đông mình cần thiết phải chinh phục thế giới. Nhưng mà chinh phục ai? Chinh phục chính mình. Cho nên hai thái độ khác nhau à. Vì như quý vị biết, ngay cả những cái trò chơi á, ngay cả những cái trò chơi mà quý vị giống như là ta đi tham từ thượng, cái người phương Tây họ thích những trò chơi có vẻ mạnh mẽ, ví dụ như leo núi hoặc là nhảy xa hoặc là đi chiếc xe đạp mà phóc từ cái tòa nhà này xót tòa nhà khác. Mình đâu có liều lĩnh mạng mình như vậy đâu. Họ là họ liều lĩnh như vậy để mà họ là họ chinh phục. Cho nên thành ra là cứ qua leo núi mà chết là cái chuyện rất là bình thường. Rồi đạp xe đạp không thôi mà cũng đòi đạp từ tòa nhà này qua tòa nhà nhà khác, thì thành ra cuối cùng rớt xuống một cái là chết thôi. Mình đâu có liều lĩnh kiểu đó. Cho nên cái thái độ người phương Tây họ khác mình lắm. Khi mà quý vị có những cái chương trình mà thể dục thể thao, quý vị để ý, quý vị phân tích chứ coi, họ khác mình ghê lắm. Ngay cả phim cũng vậy á, phim cổ bên phương Tây cũng vậy. Quý vị thấy họ xoay quanh trong cái vấn đề, trong cái vấn đề gọi là chinh phục. Mà phim của người phương Đông thì không có như vậy. Họ xoay quanh trong vấn đề xã hội nhiều hơn. Còn bên phương Tây họ xoay quanh trong vấn đề con người, individual nhiều hơn, chứ không có giống như các bộ phim mà của Đông Phương.
Nhận thức luận thật ra chẳng có gì gọi là luận, bởi nó nói về bạn rằng đời sống trong từng phút giây không ngừng biến dịch như ảo tưởng của quá khứ, hiện tại và vị lai mà bạn đang sống. Một khi bạn đưa mắt nhìn vào đồng hồ, thốt lên bây giờ là 7 giờ sáng, thì bạn đã là sai lầm vì kim đồng hồ đã nhích sang mấy giây. Thường thường vậy này, quý vị biết á, khi mình biết một cái chi đó, lúc nào còn bị giới hạn không gian và thời gian hết á. Nếu như mà không có không gian và thời gian thì cái đó không có khái niệm. Công nhận không? Quý vị công nhận không? Có lúc nào mà quý vị ngồi thiền mà quý vị là đi tầng túc tới cái thời mà của những người mình coi nhỏ chục á. Huyền Tâm nhớ rất rõ là lần đầu tiên, phải nói thiệt, mình tại vì mình tu theo bên là truyền thống cho nên cái thời giờ ngồi thiền mình ít, đúng không? Mình ngày hai thời công phu buổi sáng là ngồi dậy nửa tiếng là cũng đủ. Thì lần đầu tiên mà ở bên Ấn Độ Huyền Tâm đi tu thiền á, mà ban đầu đi ngồi một ngày 10 tiếng, u chào ơi trời ơi, phải nói thiệt mình khiếp là ngồi ngày 10 tiếng. Mà đúng nghe, mình nói vì sao và tại sao cả ngày mà ngày xưa họ ngồi thiền ăn ít, ngồi thiền cả ngày đúng không có thấy đói bụng. Là một cái lời cái nhất như là mình đỡ nấu ăn, đúng không? Thay vì buổi chiều mà nấu ăn là ngồi thiền đỡ nấu ăn. Thứ hai nữa quý vị biết á, tới ngày thứ ba là bắt đầu mình nằm mơ. Cho nên quý vị cái tiềm thức của mình nó ghê gớm lắm. Có nhiều khi trong lúc thiền định mình không thấy, nhưng nghĩa là trong lúc thiền định thì những trong lúc mình ngồi thiền thì mình chỉ thấy những hình ảnh, những cái chỉ gọi là những cái tương lai, những cái quá khứ gần thôi. Chứ quý vị mà tu một thời gian là quý vị biết tối nằm ngủ á, nhưng tâm nhớ là khi đó là mình tu 10 ngày đầu tiên là quý vị biết những cái tiềm thức của mình nằm mơ, tức là cái thời mình nhỏ lập 3 lập 4 cho tới khi mà mình đi tu sao tự nhiên nó trỗi dậy ở trong giấc mơ của mình hết á. Tới khi ngồi yên ở tiềm thức của mình nó khủng khiếp lắm. Cho nên tới khi đó mình mới thấy được rằng à, thì ra những cái bên ngoài mình ngồi lim dim như vậy nó chứa chắc là bên trong nó đã yên. Cho nên tu làm sao mà cho nên nó xuống lần lần, nó tác động lên trên cái tiềm thức của mình, nó chuyển hóa được cái tiềm thức của mình á, thì khi đó là tương đối ok. Chứ còn mình tu mà chưa thẩm muốn cả, tới khi ngồi yên là quý vị thấy bao nhiêu điều xảy ra. Cho nên chính vì vậy á, nếu như quý vị vậy khi mà đã có không gian về thời gian á, thì cái nó có khái niệm. Mà nếu như mà không có không gian thời gian thì cái đó khái niệm nó cũng có. Cũng có một lúc nào đó mình cảm thấy mình tu một chập, mà nói chung là sau đó yên tâm tu tiếp một vài khóa thì cũng bắt đầu mình cảm thấy hơi chạm, mình ngồi hơi yên, cái tâm mình hơi yên, có nghĩa là ở khi đó là cái tâm mình nó không có cái hình ảnh, mà nó cũng không làm cho mình có một chút lạc, có nghĩa là một vài giây tối quá thôi, mà trong đó mình cảm thấy có chạm tới cái lạc của thiền thật sự. Là khi đó là không có cái khái niệm không gian ngoài thời gian. Khi đã có lạc rồi là khi đó cũng có khái niệm không gian ngoài thời gian. Cho nên chính vì vậy mà nói cái thời gian về không gian là quy định bởi hiện tại, quá khứ và vị lai. Trong đó là con người nó hoạt động như thế nào, mối liên quan thế này thế kia. Nhưng một khi khái niệm mà nó đi rồi á, là tương đối là mình ok. Thế quý vị ngồi thiền, quý vị thấy không, có lúc nào mà cái đầu mình nó yên mô, cái thân này ngồi yên ghê lão, nhưng mà cái đầu nó yên, đúng không? Rồi tiếp tục. Từ đây bạn có thể suy luận rằng học nhận thức luận để giúp bạn nhìn thấy thế giới như mộng huyền, như giả có. Tại sao Huyền Tâm bỏ cái chữ giả có? Tại vì nó có, mình thể nào phủ nhận nó cũng có được. Cho nên quý vị có chừng học ở chứ không không hiện là cũng mệt lắm á. Có một sư chủ lập gia đình, nhưng mình nhớ là mình được phụ trách một cái lớp dạy kính đó. Chứ bây giờ sư chủ về rồi. Khi mà gặp sư chủ là sư chủ mới đi tu mấy tháng, thì cũng lập gia đình được mười mấy ngày, từ mà bỏ vợ đi tu. Mình nói ủa sao tự nhiên lập gia đình mà đi tu mà đang tội có người ta vậy? Người ta mới lập gia đình xong tự nhiên chưa chỉ cả mình bỏ đi tu. Dạ, cô nè, con thấy cuộc đời này nó, nghĩa là thầy chủ nói là mình tưởng tượng giống thử chủ là phải nói là tu mấy kiếp là phải đến bây giờ mới tu được á. Nói mình thấy đúng là người mà mới lập gia đình có mấy tháng mà đi tu, mình thấy ngưỡng mộ thiệt. Rồi hôm sau mình dạy tiếp, chủ nói dạ thưa cô, con có chuyện muốn thưa về cô. Nói sao chủ? Chủ nói
cô nói có nghĩ cuộc đời này sắc sắc không không, cả chi không cả thì mình tu vậy, tu vậy có sao đâu cô. Rồi bắt đầu mình biết cái chi what going on, tức là trong đầu bắt đầu có chuyện, là bắt đầu tệ. Sau hôm sau nữa đi học, gia chủ là chủ về rồi lại bắt đầu rằng mình cứ nghĩ cái chuyện không cả cũng được, cái không đó là có dịp rồi nói sau, cũng nhận thức luôn. Mà nếu có thời gian huy tâm thì chia sẻ cho vì cái ý nghĩa của chữ không. Chứ còn bây giờ mà nói như vậy là quý vị sẽ chấp một cái chiếc đời như chuyện không không cả, cho nên phải có cái chữ giả có, hẳn có thật. Chữ không này là đồng nghĩa với chữ giả có, hẳn có đó nhưng mà hẳn cũng không. Cho nên nói cuộc đời mình như mộng thì chắc có lẽ mình có thể mình chấp nhận được mộng, nhưng mà hẳn có nhưng mà hẳn hẳn thật, hẳn có nhưng mà hẳn thật, giống như khái niệm với cả khái niệm, hẳn có nhưng mà hẳn thật. Chứ con mình nói cái chứ không 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 cả thì khỏi tú luôn. Cho nên cũng quá chừng nói chung rõ ràng, chứ nên quý vị biết để Hương Tâm nói cho quý vị cái chữ không. Cái chữ không trong nhà Phật là như vậy này, đây là zero đúng chưa, quý vị biết đấy là một hai, cái này gọi là chi, từ đây cộng vô cực đúng không, cái này trừ vô cực đúng như nào, đây là trừ một trừ hai trừ ba, thì tương tự như vậy cái trục này vậy, cái trục này vậy. Thì quý vị biết nếu như mà đây là số không, số không là số cộng chứ không phải là cộng của tất cả các giá trị này. Ví dụ như một cộng trừ một bằng mấy, bằng mấy, bằng không. Thì không này là số cộng chứ phải số trừ đâu, đúng không, đúng không? Số không là số cộng không phải số trừ. Mình trừ hết chứ mình có cha mẹ, có thầy tổ, có mấy chứ mình trừ trừ mất tiêu. Số không là số có chứ không phải số không là số không. Số không là số cộng đó, chứ quý vị tỉnh đi, quý vị ngồi tỉnh đi. Quý vị một mà cộng một thì bằng hai, mà hai cộng hai là bằng bốn, nhưng mà quý vị trừ bỏ vô số trừ này đi, một mà cộng cho trừ một là bằng mấy, bằng không. Đâu phải là bằng, đâu phải là số không là số cộng nhưng phải số trừ đâu, đúng không? Cho nên thành ra hiểu phải hiểu cả nó, thì quý vị mới cả này tôi nói sau. Cả này lúc nào quý vị mà học mà tánh không thì học tánh không, mà phân tích về khái niệm toán học về tánh không rất là hay. Cả này ngồi huyền tâm tự nhiên nhập nhập nhưng thành ra, cho nên thành ra quý vị phải hiểu cái này. Với cái chuyện không không cả trục lục cái cả là mình bỏ vợ con mình đi tu, tới khi cũng 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 là cũng vì cái là không không đó là mình có vợ lập gia đình, rồi cuối cùng mình bỏ con người ta mới cũng 17 ngày mình đi tu, chuyện vô lý. Đừng nói trên trời dưới đất, tới khi mà bỏ không tu được nói trên trời dưới đất. Chứ cũng vì đang hiểu lầm cái chữ không đó, cho nên quý vị nhớ chữ không là chữ cộng. Tại vì khi mình đã cộng vào tất cả những người này, ở đó là cái ngã mình nóng con. Muốn xóa ngã là mình phải cộng tất cả mọi người trong mình lại, trở thành chữ ai, trở thành chữ quy. Từ nơi cái ai của mình trở thành cái quy thì gọi là vô ngã được. Chữ quy này là cái not self, chứ không phải not self có nghĩa không có gì cả, cái chi không cả. Cho nên thành ra tu làm sao mà chưa từ ai trở thành cái quy, cái nỗi đau của mình là nỗi đau của người khác, thì khi đó mới thành ra chữ not self được. Chứ con mình nói khăng khăng làm sao được, nói vẫn có cơ sở, nói khăng khăng à, hay nói khăng khăng lắm. Ngày hôm qua cũng có một sư cô nói, ú chắc con già học thì muốn kính kim cang, nói vì tánh không hay ghê. Cô nói thôi thôi, A Di Đà Phật thì đừng nói tánh không là chi, cứ nói khăng khăng nữa, đừng có tuyên bố khăng khăng. Lúc nào mình thẩm một chút đó là mình tuyên bố, cho nên phải cẩn thận. Quý vị, quý sư cô hay là quý vị cũng phải nên đọc kinh Tạng Ni Ca Gia để thấy Phật nơi trái tim của mình á. Phải đọc kinh Tạng Ni Ca Gia trước, một ngày quý vị đọc một bài hay là đọc nửa bài cũng được. Thay vì quý vị dạy, quý vị có một cái băng thơ trong nhà thì quý vị trì kinh Tạng Ni Ca Gia. Một ngày trì một bài thôi, một bài tỉnh ra quý vị đọc 15 phút chứ mấy. Đọc không hiểu mai đọc lại, đọc không hiểu mai đọc lại. Xong rồi quý vị rút ra một cái vài ý trong đó để thấy Phật lúc nào nằm ní trong lòng, trong trái tim của mình cả. Chứ thôi mình cứ học một cái tổ, các tổ sư Trung Quốc nói khôn Phật mình biết. Nhưng bây giờ nói Như Lai thiền, tổ sư thiền, tại rằng Phật mình theo. Chuyên bực bội. Không thiệt á, quý vị ngồi quý vị suy nghĩ lại cho coi. Mình theo Phật Thích Ca là mình biết Phật nói cái chết được cái đã. Nhưng mà đó là chưa nói đến cái việc là các vị tổ sư nói trúng mới sai. Mình đâu có biết đâu, ai thẩm chứng.
Chứ con tỉnh ra mà nói là mình phải học Phật trước, xong rồi mình đi tổ sau, tại vì sao tổ là đệ tử của Phật. Cha mình học ai nữa. Chứ nói tha thiệt vô cùng là mấy sư em, chúa yên tâm nói cũng rất là khó nghe. Tại vì theo một cái truyền thống rồi, mà Phật đã dạy nó cái chi mà truyền thống coi lại. Mà ai mà phản bác nói là không được cải, nó cải đắng Phật dạy, lấy kinh Kamala Sutra ra nói Phật dạy như vậy con theo Phật con phải coi lại. Cái đó ai bắt bẻ mình được hết. Tại vì sao? Phật dạy. Phật dạy Phật cũng nói rõ ràng được, rằng mình cứ ý theo ý chân trang mình làm lại thế. Học 10 năm thì kinh điển Phật nói chi cũng biết. Các vị tổ Trung Quốc thì biết tài lắm, đọc vánh vách vách vánh vách vách nữa. Ngụ thời bạc giáo Phật đâu dài ngụ thời bạc giáo. Nói lúc chúng sẽ bèn. Chứ quý vị không tin, quý vị về học bảo học kinh kinh tàng mà kinh tám tàng kinh điển mà quý vị lấy cái bản kinh Ô Minh Châu vô trong thư viện Hoa Sen hoặc là vô là Buddha của ông gì đó bên An Sơn, quý vị đọc một ngày một bài, quý vị cứ tì đi, nguyện có nguyện suốt đời là phải. Cho nên quý vị thấy có nhiều cái bản kinh mà Huyền Tâm đọc, phải nói khi đọc mình cảm thấy rất xúc động. Ví dụ như có một bài kinh mà Vương Tử Bồ Đề, trong bài kinh này hình như trong kinh Tạng, trong kinh Trung Bộ, thì khi mà Đức Phật có một cái buổi đó là cái Vương Tử Bồ Đề là có một cái tòa nhà rất là đẹp ở trên núi á, mới là mời Đức Phật, thỉnh Đức Phật tới khánh thành. Đức Phật đi về ngài A Nan. Thì ông vì tấm lòng của ông đối với Phật, cho nên thành ra ông trải một cái dải băng lùa trắng từ trên đỉnh núi xuống dưới chân núi. Phật cũng đi trên cái tấm lùa đó. Thì ông Vương Tử Bồ Đề ông thỉnh Phật lại, ông nói cho tại sao mà Bạch Thế Tôn, tại sao ngài không đi? Và ngài im lặng. Tới khi ngài ngược nhìn ngài A Nan thì ngài A Nan hiểu ý nói rằng không, Đức Thế Tôn không đi lên cái tấm nhung lùa này tại vì Đức Thế Tôn nghĩ đến những người nghèo khổ. Có những cái câu chuyện rất là hay, có những cái bài giảng mà mình đọc mình thấy Phật rất là gần gũi với mình. Có những khi ngay cả Phật ngài cũng có biết chỗ nào tối nay mình ngủ đâu hết. A Nan tối nay hai thầy trò mình ngủ mùa hè. Dạ A Nan nói dạ Bạch Thế Tôn, băng xa có một cái chòi của ông du sĩ để trống nấy, chứ tối nay là hai thầy trò mình ngủ đó. Có nhiều khi Đức Phật cũng tạc vào trong một cái chòi nào đó. Đức Phật nói gặp một cái người đệ tử là đệ tử của Sariputta, mình cũng biết cháu nội mình cũng biết nữa. Chứ tại vì sao Đức Phật là vua tăng mà, cho nên cứ đi chỗ này qua chỗ kia vậy. Đời sống của ngài cũng vậy, không có chỉ ngoài bình bạc, ba y bình bạc. Chắc khi già thì chắc vạc ba y nổi, chắc ngài A Nan phải khiêng, phải mang ba y của ngài. Chứ ngài không có sở hữu chứ cả, nhưng mà cuộc đời ngài cũng vẫn rất là vẫn nói là đại trí tuệ. Ngài giáo duyên được không biết bao nhiêu là chúng sanh mà kể thời đó. Cho nên quý vị đọc như vậy để thấy rằng cuộc đời mình quá sức giàu có hơn Phật nhiều lắm. Mình quá sức là giàu có, nhưng con thiếu cái gì nữa muốn, con thiếu cái gì nữa hết á, chỉ thiếu cái trí tuệ thôi. À không phải thiệt nha, cho nên Phật mà khi ngài nhập Niết Bàn dưới gốc sa la, ngài đâu có mấy đĩa hoa đâu. Mình bây giờ ít nhất mình cũng vô bệnh viện có mấy đĩa hoa năm, nhưng ngày xưa ngài có khi chết cũng được nằm trong mấy đĩa hoa. Ngày xưa ngài nhập diệt dưới gốc cái sa la đâu có mấy đĩa hoa đâu. Cho nên biết như vậy để thấy rằng đọc kinh Tạng Bali thấy rằng mình gần về Phật một chút, thôi quên Phật ý. Ngày nào cũng tụng kinh mà có những khi quên Phật ý, nhớ tổ thôi cho con nhớ Phật. Rồi chứ bây giờ quý vị trở lui. Rồi chứ bây giờ này, nhận thức luận giúp bạn nghi ngờ về cái thể biết của mình, chẳng hạn không biết mình hiểu về bạn mình như vậy có đúng không nhỉ, thì bạn đã bắt đầu thể được giá trị nhận thức đúng, luôn cẩn trọng với cái thể biết của mình. Có khi nhận thức đúng thì bạn sẽ có hành động đúng. Nhờ đó, một khi trái tim được rộng mở, bạn sẽ có nhiều tình thương hơn, dễ thông cảm hơn, và ý nghĩa của đời sống mà bạn đang đi tìm từ khắc tỏ bày. Và nếu bạn vẫn ngán ngẩm than thở, học làm chi cái môn nhận thức luận rắc rối này đâu cần thiết, rồi vẫn còn tính toán có lời hay không,
thì tôi không biết gì hơn là đưa bạn ra góc trường, nơi ghế đá dưới cây bàn, rồi chỉ mấy đám mây xanh đang lơ lửng trên trời. Chỉ để lặp lại một câu kinh bất hủ trong kinh Kim Cương, có thể hóa thân như là đám mây này không phải là đám mây mới thật là đám mây. Hy vọng lúc đó bạn mới vỡ lẽ, câu hỏi vu vơ của bạn về con chim kia không đến nổi quá vô nghĩa phải không? Như vậy là quý vị đã hiểu nhận thức luôn chưa? Hiểu chưa? Quá hiểu cho quý vị, trong này lớp toàn trí thức không à. Có người nói huyên tâm này, cô huyên tâm lớp mà đại học từ xa là trí thức không được nghe. Có người nói huyên tâm nào, huyên tâm cứ hy vọng là quý vị thưa sức quý vị hiểu, hiểu hơn những cái huyên tâm nói là thế. Thật sự ra là huyên tâm bao giờ huyên tâm nghỉ, huyên tâm đi dạy cả, huyên tâm chỉ chia sẻ thôi. Mình thích có cái gì đó rất là friendly nhất, rất là những cái gì mình đựng lớp mình chia sẻ quý vị, tức là mình cũng có một chút tâm tư, một chút đi qua mình chia sẻ lại cho quý vị thôi. Biết đâu quý vị có những cái mà hay hơn huyên tâm mà quý vị chưa có cơ hội để mà chia sẻ cho huyên tâm biết, biết có được đúng không? Rồi chứ bây giờ à, chứ để huyên tâm nói cho quý vị, nói cho quý vị cái thái độ á, mà cái cách của người phương Tây á tiếp cận với cái cách mà người tuyệt học Ấn Độ tiếp cận là cái cách tiếp cận họ khác, cho nên cái câu cái mà dắt dần của triết học ở, của triết học phương Tây và triết học Ấn Độ nó khác nhau ghê lắm. Chứ bây giờ mình nói này, quý vị giờ cái tờ đầu tiên á, nhận thức luận Phật giáo á, quý vị biết cái người phương Tây á, khi mà gọi là sự khởi nguyên của triết học phương Tây á, người ta không có hỏi bạn là ai, ta là gì. Nhưng mà họ có một cái thái độ khác với triết học Ấn Độ á, là họ chỉ muốn biết thế giới, chinh phục thế giới. Nhưng mà triết học Ấn Độ á, thì không vậy. Họ đặt câu hỏi mình là ai, ai thành lập thế giới. Ví dụ như quý vị biết nội dung cái từ nguyên bản mà gọi là nhận thức luận á, là ví dụ như chữ là tiếng Anh á, trong tiếng Tây á, nhận thức luận á, hay là triết, mình nói là triết á, thì gọi là cái biết. Tại vì chữ triết học á, ở bên phương Tây gọi là law of knowledge. Họ muốn tìm hiểu, họ thích tìm hiểu, họ thích biết thế giới, khám phá thế giới. Cho nên cái chữ này có cái từ gốc của hắn á, cái từ này là to know, to biết. Nhưng mà trong tiếng Ấn á, cái từ này á, nó có nghĩa là to see, rasana. Nhưng mình tâm biết có đúng không? Để coi lại cái từ này. Cái từ này á, ở trong tiếng Ấn á, thì họ nghĩa là to see, hoặc là to look, hoặc là view, để nhìn thấy. Cho nên quý vị mới thấy cái cách mà cái này là to see này, gốc của từ này á, drugs, có nghĩa là để nhìn thấy. Cho nên quý vị cái từ biết này á, cái từ nhìn thấy này á, họ phải tới tiếp cận, họ nhìn cái đã, rồi cái biết sau. Bên thái độ của triết học phương Tây thì họ chỉ là tôi muốn biết thế giới. Cho nên quý vị thấy hai cái này nó khác nhau. Cho nên trong kinh tạng Đức Phật mà có cái tư duy của Ehipasiko, quý vị có biết cái từ đó không? Tức là đến để mà thấy. Đến để mà thấy. Cho nên cái chữ thấy này là đối trong triết học Ấn Độ rất quan trọng. Quý vị biết trong triết học Ấn Độ cái eyes của mình á, mình sống trong cái thế giới mà trong cái con mắt của mình nó chiếm hết, phải nói là phải 80%, 90% cái thế giới để mình biết những cái gì xung quanh. Con mắt của mình á. Cho nên cái chắc khu là rất quan trọng. Chắc khu là mắt á. Chính vì cái này, cái thái độ họ tiếp cận triết học khác nhau để mà biết thế giới, nhận thức thế giới khác nhau, cho nên họ đưa ra cái câu trả lời cũng khác nhau. Và quý vị sẽ thấy được rằng cái trong cái triết học của Ấn Độ, ví dụ như mình nói là cái 2500 năm về trước là những cái gì Đức Phật biết á, là lên tới ngang đây.
Đây là 2500 năm về trước, Tây Huyền Tâm định giai đoạn là 2000 năm, tại vì ông Socrates á, khoảng mấy thế kỷ, khoảng 500 năm trước công nguyên. Ông Socrates thì ông sinh cũng vào thời đại này thế à, ví dụ đây là Phật. Đây là Socrates, tại vì mình lấy cái mốc này á, tại vì ông Socrates được coi là cha đẻ của triết học phương Tây. Ông Socrates này được coi cha đẻ triết học phương Tây, thì cái thời đó ông Socrates và những nhà Sophist Protagoras hoặc là Gorgias, thì tất cả những ông này người ta mới chỉ bắt đầu là hiểu biết thế giới ngang đó thôi. Thì Đức Phật ngài đã nhìn thấy thế ngang đây. Quý vị biết 2500 năm sau là một tiến trình giai đoạn rất dài, thì bây giờ triết học phương Tây người ta bắt đầu tới ngang này, mới ngang này thôi này, tức là ít nhất cũng phải 2000 năm sau thì cái triết học phương Tây tới ngang này. Mà Đức Phật thời đó là ngài đã thấy được ngang khúc này. Tại vì sao? Quý vị có biết có một cái bài kinh mà Đức Phật có một vị thưa vị Phật Bạch Thế Tôn, vậy thì với điều kiện gì mà ngài biết được thế giới? Tại vì tôi nghĩ tôi có thể là đi qua đi về sông Hằng, hoặc đi có thể đi ngang dầm rất là nhanh, nhưng mà không thể nào biết được thế giới được, không thể nào là mình đi hết thế giới được. Như vậy ngài có thể đi hết thế giới không? Ngài nói biết được chứ, sao không được? Ngài nói vậy bằng cách nào? Ngài nói hề mà ở trong thế giới của cái thân này á, có sự sanh và diệt á, thì ở đó có thế giới. Tức là thế giới là những gì mà nó nằm ở trong cái tấm thân ngũ uẩn này. Ngài không tuyên bố thế giới, mà chính con người là cái sản sinh ra thế giới. Mà bây giờ quý vị, nếu như quý vị biết tiếng Anh á, thì bây giờ có nhiều bộ phim á, mà về phim mà phim khoa học á, là nói chung là những cái nhà nghiên cứu người ta tìm ra bây giờ á, người ta nói những cái gì mà Đức Phật nói ngày xưa là bây giờ cả nhà khoa học là bây giờ người ta mới chạm đến thôi. Người ta mới chạm đến thôi, chứ người ta chưa biết được giống như Phật. Cho nên Phật nói biết được thế giới, nhưng mà ngài nói thế giới cách ngài là gì? Không có cần phải đi biết hết thế giới, anh biết chính anh. Thì cái thế giới là những gì trong trong tâm, trong cái tâm nhìn của ông, trong cái thân này. Cho nên chính vì vậy mà cái nhìn của Đức Phật cho đến bây giờ là các nhà khoa học họ lắc đầu. Mà quý vị nên biết rằng á, cái thái độ của cái cách mà nghiên cứu của các nhà phương Tây á, họ cũng ngao nghệ lắm. Tại vì thật sự cả đó mình thế nào mình lại được, ngay cả bắt đầu họ đã có cái thái độ như rửa rồi. Cho nên thành ra cho đến bây giờ họ vẫn có thái độ những cái gì mà khoa học, wow, khoa học tức là những cái gì mà khoa học gọi là, nếu như bạn mà một scientist á, tức là một nhà khoa học có vẻ là vĩ đại lắm. Nhưng mà quý vị nên biết rằng những cái chi mà thuộc về khoa học, cái đó có thể sai. Tại vì cái thái độ có thể sai là thái độ của nhà khoa học. Quý vị hiểu không ạ? Ví dụ như bây giờ quý vị khám phá ra có một nhà khoa học mà họ khám phá ra một loại thuốc để chữa bệnh ung thư. Nhưng mà loại thuốc này người ta cũng cho ra một cái xác suất mấy chục phần trăm với điều kỳ như thế nào, để họ làm gì? Họ thử. Họ thử lại trên chuột á, thì khi đó người ta mới là thử trên người. Cho nên cái khoa học nó đòi hỏi cái tiến trình rất là dài. Cái thứ nhất á, là phải có dữ liệu. Thứ nhất là phải quan sát này, quan sát rồi thu thập dữ liệu, rồi cái đó họ mới phân tích á. Mà trong cái phân tích này á, là cái có thể sai. Tại sao? Nếu không có thể sai thì không có khoa học. Phải nghi, phải có một trường hợp nó cho cái sự sai lầm. Cho nên quý vị có thể đọc, nếu như quý vị có thể đọc cái tác phẩm của ông Thomas Nagel á. Ông đó là ngày xưa Huyền Tâm có một cái môn là triết học Philosophy of Science. Thì ông này ông tuyên bố về cái Theory of Falsification. Ông nói một học thuyết là khoa học chỉ khi mà nó có thể falsify, có thể sai, có thể bị bác bỏ, thì khi nào mới khoa học được. Cho nên chính thì bây giờ nói là cả Đức Phật là một nhà khoa học. Đúng, ngài là một nhà học. Tại vì sao? Ngài cho người khác thử nghiệm.
cái này gọi là phân tích và thử nghiệm, test, cái này là test, khoa học là phải test lại. Thì Đức Phật, thái độ của nhà của Đức Phật là có thể ngài test, ngài cho các đệ tử của ngài, nếu như ông tin những lời ta thì ông cứ thử đi, ta tuyên bố ta là chứng ngộ, nhưng mà nếu như các ông tin, các ông có thể thử tự ta chứng ngộ hay không. Nên những lời dạy của ngài rất là thực tế. Ví dụ giống như thử, có một lúc, một buổi đó là ông vua Pasenadi, ông ngồi trên núi thì ông uống trà về Phật. Thì tới khi mà có một vị tỳ kheo dung dáng rất là sáng chói, nhìn rất là đáng kính, thì là vua Pasenadi về thưa Phật: bạch Thế Tôn, có nghĩ là cái vị tỳ kheo này đã chứng A La Hán rồi nhỉ? Phật nói: không, ông phải ở để thử có phải không, phải ở vì vị đó mới biết vị đó là A La Hán hay không, chứ nói được không được. Cho nên điều này có nghĩa là gì? Những lời ngài nói luôn luôn là ngài cho, phải thử lại, phải thẩm nghiệm, phải trải nghiệm. Cho nên cái test này á là cái khoa học, phải thử lại. Cho nên nghi á, không có cái tôn giáo nào mà cho nghi ngờ, cho nghi hết. Đức Phật cho nghi. Mà tại sao vậy thì nói tại sao mà trong giáo lý nhà Phật phải có niềm tin? Là cái tính của Đức Phật là tại vì giống như cái Đức Phật vị là tại vì ngài đã giác ngộ thật sự. Nếu như các ông tính như vậy, cái tính này là cái vào từ tính mình có thể thành Phật, thì cả đỡ khác. Còn cái mà thái độ của Đức Phật mà để mà ngài dạy, hay là ngài khi mà ngài đàm luận, hay là ngài mà có những cái vị du sĩ ngoại đạo đến mà để mà bẻ ngài, hay là để mà thử trí tuệ của ngài á, ngài đều cho họ thử cả. Ngài mở ra một con đường, phải là giống như giới luật à, sau này các ông có thể có những giới luật nhỏ mà không có cần thiết lắm thì các ông có thể thay đổi tùy theo địa phương, tùy theo hoàn cảnh, các ông có thể thay đổi một chút xíu được. Ngài rất là cởi mở. Cho nên chính những thái độ ngài không có hề có cái sự ép buộc nào. Trong đức, trong giáo lý của đạo Phật cũng có giáo điều hoặc là ideology, tức là một hệ thống tư tưởng mà bắt phải như vậy. Giống như thường là mình nói một vài tôn giáo, như bây giờ là trở thành một cái tôn thờ một cái hệ thống giáo điều, không có. Trong đạo Phật cũng có cái đó. Cho nên chính cái này, những cái làm gì khác biệt, làm cho cái giáo lý Đức Phật khác biệt hoàn toàn về tất cả giáo lý khác. Giống như cái thời xưa Đức Phật mà 62 trường phái ngoài đạo, mà tại sao cái giáo lý của đạo Phật mà vẫn đứng vững? Mà quý vị biết Đức Phật rất là tồi, đọc trong kinh nhiều khi mình rợm rợm nước mắt luôn á. Tại vì mình thấy mình bây giờ là quá hạnh phúc hơn Phật rất là nhiều. Quý vị biết có nhiều khi Đức Phật tới những cái làng Ba La Môn á, họ không cho ngài cơm luôn, họ đuổi ngài luôn, quý vị biết á. Cho nên cái hành đạo á, Đức Phật nói một vị tỳ kheo mà đi hành đạo là có hai điều kiện: ở trụ sự nào mà đừng có quá xa thành phố, mà cũng đừng quá mà tới những cái chỗ gọi là kiếm cơm cũng có mà ăn. Tại vì những trụ sự đó rất là khó, rất khó hành đạo. Thì cho nên đó là một trong những điều kiện mà Đức Phật dạy là các vị tỳ kheo đừng có ở thành phố quá mà cái tấm lao sao, mà đừng có ở cái chỗ mà quá nghèo khổ mà kiếm một bát cơm, hoặc là người dân ở đó họ hoặc là thú dữ. Thì ngài cũng cho các vị tỳ kheo đến đó. Quý vị biết có nhiều khi Đức Phật phải ăn những cái hạt bó bó của ngựa. Tại vì có nhiều khi chính ngài đâu có các cái dân làng Ba La Môn ngài đâu có cho ngài thức ăn đâu. Cho nên chính vì vậy mà quý vị biết cái thời xưa Đức Phật mà đi khất thực nó quá sức là khổ sở, không phải giống như mình bây giờ đâu. Quý vị đọc kinh, quý vị cứ nghĩ rằng là Đức Phật là một thời Đức Phật đi du hành cùng chư tăng đệ tử, mình thấy hạnh phúc quá, không hạnh phúc như mình tưởng đâu. Tại vì sao? Quý vị biết bên Ấn Độ chó rất là nhiều. Quá chứ quá không tin, qua bên Ấn Độ ai đi Ấn Độ rồi? Trong lớp mình ai đi Ấn Độ rồi? Ai đi Ấn Độ rồi thì thấy chó rất là nhiều, đúng không? Chó nhiều lắm. Trên thời xưa Đức Phật mà có những ngôi làng mà Đức Phật không cho đệ tử của ngài tới, tại vì sao? Chó nhiều quá, nó tấn công. Bây giờ đã nhiều, quý vị biết ngày xưa càng nhiều hơn nữa. Cho nên cái đời sống của các ngài có khi bị rắn cắn, có khi bị đêm mà ngủ ngồi thiền ở dưới cây, có nhiều khi bị những phi nhân quậy rối này. Cho nên nó không phải giống như bây giờ mình tưởng tượng Phật hạnh phúc quá rồi thế này khác, khó vô cùng.
đó là chưa nói đến cái chuyện mà ngày xưa là áo quần chưa có mặc ấy, cũng được một cái ý là quý vị biết nó giống như thử là được một cây vàng như mình bây giờ vậy đó. Ngày xưa vải vóc nó rất là hiếm, cho nên có một vị sư mà gọi là tham ý mà hóa rằng là vậy đó, cả đời mà có nhiều khi đâu được cái ý đâu. Cho nên tất cả những cái này quý vị phải đọc kinh để thấy rằng cái tại Phật lúc nào ở trong lòng của mình đó. Thế một cái nữa là quý vị biết á, sorry ngày xưa mà kêu yên tâm mà nghiên cứu kinh tàng á, có nhiều khi nó cũng mình cảm thấy mình hạnh phúc lắm, tại vì mình ở bên bên xứ sở. Mà nếu như mà bên Ấn Độ bây giờ mà nếu như mà có Phật giáo á mà mạnh á thì có thể mình làm được nhiều việc. Nhưng bên Ấn Độ bây giờ nó đẩy Phật giáo ra khỏi Ấn Độ. Quý vị biết bây giờ bên bên Ấn Độ Phật giáo không có còn. Chứ mình sống giữa một cái xã hội mà phải nói là Phật giáo mà ngày xưa là một thời quá sức là thịnh hành, bây giờ mình qua mình thấy khi mà thời Huyền Tâm năm 97 mà qua bên ở học là quý vị biết cái số lượng Phật giáo mấy không? Chỉ có 1% thôi, 1 hoặc 2% thôi. Mà trong vòng 10 năm sau là bắt đầu lên tới 10%. Tại vì sao họ theo Dr. Ambika nói với quý vị biết á, cho nên bây giờ dần dần họ trở lại. Nhưng mà bây giờ cái Phật giáo bên Ấn Độ thì nó liên quan tới politics, họ không phải thuần là dẫn, không phải là thuần giống như mình bây giờ. Mình bây giờ mình có thể nương tựa cho bên đạo các vị sư tăng Ấn Độ rất là tồi. Để hiểu tâm kể cho quý vị, quý vị biết thấy biết mình là quá sức sung sướng. Nhưng mà quá khi sung sướng quá thì đôi khi mình phải giật mình lui để mình rơi đến đầu mình thấy mình hạnh phúc. Rồi quý vị biết Huyền Tâm năm 2011 á, Huyền Tâm kể cho quý vị thấy biết á, những cái người mà tu bên Ấn Độ, các vị sư mà tu bên Ấn Độ mà họ còn tồn tại, mà họ đi theo cái con đường gọi là khoác chiếc áo của Phật, nó khó khăn vô cùng. Huyền Tâm gặp một vị sư, mà vị sư này á, là gốc người Bangladesh. Thì Bangladesh là nó là ngoài lâm. Quý vị biết cái thời mà khi mà bắt đầu là độc lập á, thì là cái tiểu bang Calcutta nó trở thành là East Bengal với West Bengal, tức là đóng ở phía đông và ở phía tây của tiểu bang Calcutta. Thì cái Calcutta nó chia hai ra là nó trở thành một mảnh của Bangladesh. Mà quý vị biết Bangladesh là một tiểu bang, rất là một đất nước Hồi giáo. Bây giờ là Hồi giáo, tại vì bây giờ khi mà để chia cắt ra thì cái khu vực của phần đất đó là nó thuộc về Hồi giáo. Thì quý vị biết khi Hương Tâm gặp vị sư này trong một cái buổi hội thảo, vị sư này trẻ lắm, mới 21 tuổi thôi. Khi Hương Tâm gặp mới 21 tuổi, mình tưởng của vị sư này là Sri Lanka, tại vì tiếng Anh của ông rất là tốt, tiếng Anh rất là tốt. Mà khi mà nói Phật biểu có âm lực ghê lắm. Thì ban đầu thì tại vì trong một buổi hội thảo là chỉ có 2 tu sĩ thôi, một người Việt Nam là Huyền Tâm với thêm vị sư đó thôi. Thì quý vị biết sao không? Bắt đầu mình nói chuyện mình biết được rằng là sư này, ông thầy của sư về cha mẹ của sư từ bên Can, bên Bangladesh qua thì ở Nikan của ta. Thì ông thầy bộ sư của vị sư này là người Bangladesh. Thì mới thi gặp ông á, thì ông mới kể, ông nói là nói chung là ông có một cái ý định là giống như ông Dhammapada là một vị sư mà quý vị biết người Sri Lanka. Khi là sau lại là ông tu, nhưng mà sau đó là ông ra đời. Nhưng mà ông là một cư sĩ mà người ta coi ông giống như một Bodhisattva vậy, một vị Bồ Tát vậy đó. Thì ông là một trong những người mà qua ở bên Ấn Độ và chắc là thời năm 1947 năm mấy chúng ta không rõ. Nhưng mà Dhammapada là một hình ảnh rất là nổi tiếng của Ấn Độ mà cũng như Sri Lanka. Ông là người Sri Lanka. Ở trên gọi là ông hành đạo bằng một cái tấm thân cư sĩ, ông có lập gia đình. Sau đó ông disrobe, ông là một tu sĩ nhưng ông disrobe. Thì khi gặp thì vị sư này mày nói là tôi muốn ra đời. Thì mình nói trời ơi, cho một người mà có ông người tưởng tốt lắm mà trí tuệ như vậy mà sao ra đời uổng. Thì ông mới kể, ông nói là mẹ của ông là Phật tử, nhưng mà cha của ông là Ấn Độ giáo, bà là môn giáo. Mà nói chung quý vị biết cái xã hội Ấn Độ là phụ nữ là họ không có power. Khi mà lập gia đình rồi là họ chỉ quanh quẩn sinh con đẻ cái ở trong nhà thôi, nhưng ngay cả tiền bạc họ cũng có. Cho nên thành ra mà ba ông mà làm trong ngân hàng, ba ông rất là giàu có, tương đối là khá giả. Nhưng ba ông cho ông đi tu. Nhưng mà mẹ ông á lại cúng dường ông. Thì thường thường cái tâm tư của những vị sư nói là my mother donate me to my master, tức là cúng dường tôi cho Phật,
cho thầy của tôi. Thì ông đi tu khi ông 12 tuổi á, mà quý vị biết ông kể cái đời sống đi tu mình khiếp luôn á. Quý vị biết trong một ngôi làng mà khoảng 200-300 hộ, nhưng mà chỉ có 10 gia đình nghèo là Phật giáo. Thì như vậy làm sao mà ăn? Quý vị cứ tưởng tượng họ đâu cũng dương đâu, tại vì họ Ba La Môn giáo mà, họ đâu phải Phật giáo mà, họ đâu tới chùa đâu. Mà một làng như vậy mà chỉ có 10 gia đình là Phật giáo thì làm sao mà tồn tại được. Rồi ông nói tuổi thơ của ông là quý vị biết đói chữ, đói học, không có áo quần là cái chuyện rất là bình thường. Ông kể tội lắm. Nhưng mà tu tới 21 tuổi mình thấy về thì có áo quần. Hơn nữa ông rất là thương mẹ. Ông nói nhờ có mẹ tôi mà tôi đi tu. Mà hơn nữa tôi sau đi mà em tôi có một người em gái mà đi lập gia đình là tôi là người phải trực tiếp chăm sóc mẹ tôi. Thì cái nợ Huyền Tâm mẹ nói chứ, đừng có ra đời. Cái đó mình hứa ông nói theo đừng ra đời, cứ theo tôi đi rồi tôi chỉ cho. Thì mình bắt đầu là mình kể chuyện là tổ ngài tổ nhất định ở chùa Từ Hiệu là ngày xưa là cũng nuôi mẹ. Rồi mình nói là ở bên Phật giáo thì nói chung là các thầy cũng có thể về chăm sóc mẹ, nhưng mà bên luật của Năm Tông không cho. Nói không, mẹ là cũng là phụ nữ mà mẹ là phải quản Asuba, là không được đụng tới thân phụ nữ, nó lấp nhiều lắm. Nói chung là giới luật bên họ là cái chi cũng không hết, không cho. Thì ông muốn ra đời, ông muốn trở thành một vị Bồ Tát như là Dhammapada. Thì Huyền Tâm mình nói thiệt, vì sư mà ra đời là 2 năm là cũng như là con gái rước sư đi, chứ không có cái Bồ Tát mà rước sư đi hết á. Tôi bảo đảm 100% như rồi đó, chứ ông theo tôi thì ông còn được, nhưng mà tôi chỉ hướng ông tới một cái con đường sáng lạng. Cái này bắt đầu ông nghe bùi tai, ông nói thôi giờ chưa đi nè, giờ chưa phải tôi giới thiệu cho ông qua Việt Nam đi xong rồi, hoặc là ông tới như các chùa rồi các có thể là mặc đồ giống như, nghĩa là chư bên giờ sứ theo Mahayana đi. Khi mà ông mặc được cái áo nâu tự nhiên ông thích vô cùng, là tại vì sao? Ông cảm thấy thoải mái. Tôi các sứ bên Nam Tông lắm, mà nhất là tu bên Ấn Độ tôi lắm, tôi vô cùng. Mà quý vị biết đi đâu là cũng đem theo, quý vị biết cả một cái cuộn từ điển ánh văn mà dày vậy này, mà đi quý vị biết ở bên Ấn Độ á, là tàu á, thường thường một chiếc tàu như vậy á, từng khoang như vậy, một chiếc tàu như vậy thì có 2 toa cuối cùng. 2 toa cuối cùng này tôi gọi là để dành cho lower caste, giai cấp thấp, người nghèo nhất, giai cấp thấp. Họ không có tiền thì bạn có thể trả khoảng 5.000, 10.000 là mua được cái vé chạy từ Delhi tới Bombay đi khắp hết á. Nói chung cứ ngồi đó là chẳng ai lên soạn vẻ. Mà cái đó là nồi nếm giống như nếm mắm vậy đó. Nghĩa là mình ngồi như vậy này, ngồi mình có lại là mình ngồi một lần mấy chục tiếng đồng hồ, mình phải ngồi vậy thôi, không có nhúc nhích được. Tại Huyền Tâm cũng đi với ông một lần đến đây là sư tâm lên đây với tôi ngồi cái tòa đi chụp đi cho biết. Trời ơi mình khiếp luôn á. Tại vì rằng ngoài thôi, ông thì ông ngồi bên tòa của nam, mình ngồi bên tòa của nữ. Mà ngồi bên tòa của nữ là mấy ông cũng chạy lên, mà bên tòa nam thì các bà đâu có dám lên, mà tòa của nữ thì các ông Ấn Độ cũng lên. Cho nên thành ra cái tòa nữ mua chẳng thấy, cuối cùng cũng có mấy ông Ấn Độ đi lên là thì mình ngồi mình bỏ đi 17 tiếng đồng hồ. Ui chào ơi mô Phật, ông đi đâu là ông cũng đi cái chỗ này, ta biến có tiền, rất là giỏi, số 1 á, thông minh tuyệt vời. Phải nói chưa bao giờ mình thấy một vị sư Ấn Độ hay là một người siêu đàn nào mà cũng đã quá thông minh giống như ông. Mình thấy tiếc, quý vị biết ông đọc Tam Tàng Kinh Điển, ông đọc lâu lâu rồi đó. Mà đúng là mình thấy sinh ra Ấn Độ mà đi tu, mình thấy có cái chế độ rất quá tồi. Nhưng mà cái nền tảng của ông rất là vững vàng. Thì khi đó là Huyền Tâm mình dù ông là thôi đừng, ông đừng có ra đời. Nói chung là mình cứ kéo ông lại, mình cho ông, mình nói chung mình nói cái này cái kia cho ông. Mà mình thấy đời sống tu sĩ thế này kia bắt đầu. Bây giờ con đến bây giờ là cũng 25, 26 tuổi đó. Từ ngày 2001 đúng rồi, được là 26 tuổi. Cho nên lúc nào ông còn qua Huyền Tâm giống như mẹ đó. Và Dhamma Mother nói ông ngoại cô là xin tôi ra lần thứ hai, tại vì khi đó là ông sắp sửa ông gần nó đời rồi đó. Cho nên quý vị biết mình có cái phước vậy, cứ không có ăn. Quý vị khi mà quý vị biết là một cái thứ hai nữa mà cái ông kể mà quý vị, khi mà ông học về trường Can của ta là cũng như là ông có một cuốn phái tín với mấy ông Ba La Môn, giáo sư Ba La Môn. Nghĩa là ông này ông bị mấy giáo sư Ba La Môn để ý vì nó không thích á. Rồi chúng hòn đi mình á. Thì ông này ông bắt đầu ông lên tiếng nói, thì bắt đầu họ mới là threat là coi như họ sẽ diệt ông với mẹ ông. Quý vị biết không, ông can đảm với đồ, mà hồi đó là ông chỉ mới 17 tuổi cho mình, ông can đảm với đồ. Ông nói là tôi không thể nào tolerate với cái corruption được. Thì khi đó là ông mới bắt đầu escape từ dưới cán của ta, ông lên chỗ Na Lăng Đà.
Mà nên là đã 3 ngày ông không có gì trong bụng cả, nói cho quý vị biết. Không có một đồng trong túi, không có gì trong bụng. Nghĩa là thời đó ông nghĩa là giống như một người mà mình không thuộc vào ai. Mà ở bên đại học Nalanda thì có các sư, nhưng mà các sư thì nước nào họ lo nước đó thôi. Nhưng mà người Ấn Độ rất là nghèo vô cùng. Thì nhưng mà đều cũng có nhân duyên, nhờ giỏi rồi nhờ cũng có những cái mối quan hệ với dân dân. Bây giờ đã học xong mà cũng là topper mấy năm giờ đó luôn. Nói như vậy là quý vị biết phải có một cái gì đó để mình cố gắng nỗ lực trong cái việc học pháp của mình. Bảo đảm hiện tâm này thật, mình mà học suốt đời cũng bằng vị sư đó. Ông quá giỏi về tám tàng kinh điển đấy. Để rồi mà ông nói hiện tâm chứ, tôi không thể nào tôi nghĩ mà cô 45 tuổi mà đến giờ mà cô vẫn còn đi học. Tôi ở 45 tuổi tôi tới đấy rồi nè. Cô nghĩ ra mà nó cô già rồi mà cô đi học. Tại sao mà tệ như nữa? Đúng rồi, mình thấy mình ngồi với ông mấy 20 tuổi ông quá giỏi đi, tám tàng kinh điển ông giỏi chi, ông giỏi hết á. Ông nói mà mình ngồi mình nghe ông ngã mình bất chi, mình nói lại với ông nó hết á. Mời tới một nhà Phật tử ngồi ăn là ông nói nguyên cả một bài thuyết pháp mà ông nhớ là kinh đó chỗ nào. Mình Việt Nam mình chưa có được người như vậy đâu. Cho nên thành ra là yên tâm, thỉnh thoảng mình phải là đốc thúc ông tu học. Để lúc nào mà có dịp yên tâm sẽ giới thiệu cho quý vị. Nói như ông đòi qua Việt Nam thì ông nói thôi chứ tôi bận rồi, qua Việt Nam tôi cũng rảnh. Mà quý vị biết có dịp mà nói chuyện, tại vì mình không biết tiếng Anh thôi. Chứ quý vị mà biết tiếng Anh mà nghe ông nói chuyện, ông nói về sự này, nói về chứ địa lý này, Huế nằm ở đâu mình mới nói tôi ở Huế cũng thôi là ông mà ông không đâu có biết tỉnh đâu. Mà sao ông tìm đang được Huế nằm chỗ này rồi từ Đà Nẵng đi Huế ông biết hết trơn à. Cho nên thành ra quý vị biết cái người mà cũng như khi mà ở trong một cái hoàn cảnh ta khó khăn quá mà người ta muốn vươn lên á, chỉnh cái đó làm cho người ta giác ngộ, người ta thấy được cái chí là cái quý giá đối với họ. Cho nên mình bây giờ mình sướng quá đi, nhưng mình cứ phấy sướng, cơm có ăn chi có đủ cả, quá hạnh phúc đó lắm. Cho nên bao giờ mình than thiếu cái chi cả, mình hơn nhiều người lắm. Quý vị biết như vậy á, quý sư cô biết mình hơn nhiều người lắm. Thôi chứ mình nghĩ